Hiện tại, lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển đã có hiệu lực. Đồng thời, các nước G7, Australia và Liên minh châu Âu áp giá với dầu của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Để đáp trả động thái này, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu theo các hợp đồng có sử dụng cơ chế áp giá trần. Ngày 30 tháng 1, chính phủ Nga đã thông qua thủ tục thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin về đáp trả trần giá dầu và các sản phẩm dầu do phương Tây áp đặt. Cụ thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu theo các hợp đồng, trong đó quy định trực tiếp hoặc gián tiếp việc sử dụng cơ chế trần giá. Đối với các sản phẩm dầu, thời gian sẽ được chính phủ Nga xác định. Trong nghị định nêu rõ, nếu cơ quan hải quan khi khai báo hàng hóa phát hiện áp trần giá, thì việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt Nga và các đường ống Transneft từ Nga đến các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ bị cấm. Ngoài ra, các cá nhân, pháp nhân xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sẽ phải giám sát việc không áp dụng giá trần đối với người mua cuối cùng. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 7 năm 2023. Liên quan đến tình hình xung đột tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, các quan chức Mỹ đã để mở khả năng này. Tuần trước, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Finner cho biết Mỹ sẽ thảo luận về ý tưởng cung cấp máy bay chiến đấu một cách cẩn trọng với Ukraine và các đồng minh. Cũng trong tuần trước, chính quyền ông Biden đã thông báo Mỹ sẽ gửi 31 xe tăng Abrams tới Ukraine. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi trong chính quyền ông Biden, vốn trước đây khẳng định xe tăng Abrams không mang lại nhiều lợi ích cho Ukraine do tốn nhiều công sức bảo trì. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc các nước phương Tây chuyển giao thiết giáp hạng nặng cho Ukraine sẽ không tạo ra bước ngoặt cho cuộc xung đột. Trong khi đó, thì Thủ tướng Ba Lan nêu rõ xung đột tại Ukraine buộc Ba Lan phải tự trang bị vũ khí nhanh hơn. Do đó, nước này sẽ thực hiện nỗ lực chưa từng có là chi khoản ngân sách quốc phòng tương đương 4% GDP. Ngày 30 tháng 1, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 4% tổng sản phẩm quốc nội GDP trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại nước láng giềng Ukraine. Tuần trước, Quốc hội Ba Lan thông qua dự thảo ngân sách năm 2023, trong đó dành 22,5 tỷ đô la cho quân đội, tương đương 3% GDP của nước này. Văn bản chưa được Tổng thống ký. Theo số liệu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, năm 2022, chính phủ Ba Lan đã chi khoản ngân sách quốc phòng tương đương 2,4% GDP, mức cao thứ 3 trong số các nước thành viên khối này. Với việc tăng lên 4% GDP, đây sẽ là mức ngân sách quốc phòng cao nhất trong số các nước NATO. Trong khi đó, khối liên minh quân sự này đặt mục tiêu chi ngân sách quốc phòng của các nước thành viên đạt 2% GDP. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc nhận định làn sóng COVID-19 hiện tại ở nước này đã kết thúc. Theo báo cáo tổng hợp mới nhất, tại Trung Quốc không bùng phát đợt dịch mới đáng kể nào trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Trong đợt dịch gần đây cũng không xuất hiện đột biến gen hay chủng virus mới nguy hiểm nào. Trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1 vừa qua, Trung Quốc ghi nhận hơn 6.300 trường hợp tử vong, giảm một nửa so với mức hơn 12.600 trường hợp của tuần trước đó. Đến cuối tháng 1, dịch bệnh tổng thể đã suy yếu, giảm bớt căng thẳng cho hệ thống y tế quốc gia. Như vậy, đến hiện tại, những lo lắng về một đợt dịch bùng phát mạnh lan về vùng nông thôn trùng với thời điểm hàng trăm triệu người xuân vận về quê đón Tết đã không xảy ra. Hiện tại, nền kinh tế số 2 thế giới phục hồi mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng nội địa khi mà dịch bệnh hiện đang nằm trong tầm kiểm soát và giảm mạnh. Rạng sáng nay 31 tháng 1 theo giờ Việt Nam, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm gần trụ sở của Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu ở thủ đô Brussels, Bỉ. Một người đàn ông đã dùng dao tấn công và làm bị thương 3 người, trong đó có một người đang trong tình trạng nghiêm trọng tại ga tàu điện ngầm Strumen. Hung thủ đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh tại chỗ khống chế và bắt giữ. Cảnh sát hiện đang làm rõ mục đích của vụ tấn công. Tuy nhiên, yếu tố tấn công khủng bố đã bị loại trừ. Thị trưởng Brussels, Philip Gross đã xác nhận các thông tin này. Hoạt động giao thông tại hiện trường đã bị ảnh hưởng. Theo một nguồn tin thân cận, đối tượng tấn công bằng dao trước đó đã có tiền sử mắc bệnh tâm thần.